Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng Giêng 2024. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 201. Vì nhớ là không có gì quan trọng bằng việc mà đời này của chúng ta niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nếu như để đời này lúng qua thì không biết đời kiếp nào chúng ta có được cơ hội gặp tịnh độ, tu tịnh độ, niệm Phật cầu sanh cực lạc như đời này. Nên chư tổ sư nhắc nhở chúng ta phải quyết tâm quyết chí đời này niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên không việc gì quan trọng bằng việc niệm Phật cầu sanh cực lạc. Không có làm việc lớn lao nào bằng việc niệm Phật cầu sanh cực lạc. Vì giải quyết vấn đề sanh tử là việc quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Nhớ kỹ nghe quý vị. Người này có làm việc lớn lao gì trong cuộc đời này? Xây chùa cao Phật lớn, làm bao nhiêu Phật sự lớn lao gì? Làm bao nhiêu việc ý nghĩa gì trong cuộc đời? Vẫn không bằng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Vì niệm Phật cầu sanh cực lạc là việc quan trọng nhất. Nếu không gầy dựng tích nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thì tất cả những việc làm lớn lao đó chỉ là phước báo nhân thiên. Chư tổ sư nói rằng chỉ là phước báo nhân thiên. Còn Ấn Tổ ngài nói rằng đời này tu rất tốt, đời sau được phước báo lớn, đời thứ ba đọa lạc. Nên phát nguyện niệm Phật sanh cực lạc là việc quan trọng nhất. Vì niệm Phật sanh cực lạc, đây là chỗ giải quyết vấn đề sanh tử. Vô lượng kiếp khổ đau trầm luân, đời này là đời quyết định để giải quyết. Nên chúng ta phải gầy dựng tín tâm tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc cho cực kỳ cao. Pháp môn tịnh độ này mỗi ngày chúng ta chỉ cần gầy dựng tích nguyện là giải quyết vấn đề sanh tử. Bây giờ bệnh đau, nghèo khổ, tật nguyền, xấu xí, gặp sự cố gì trong cuộc đời, chỉ cần bấm chắc ngay câu Phật hiệu, bám chắc ngay câu Phật hiệu thì có thể giải quyết vấn đề được. Buông câu Phật hiệu ra là chúng ta không giải quyết được vấn đề gì cả. Không có một cái tình thương nào trong cuộc đời này mà tồn tại hết quý vị. Vì đời này chúng ta gặp nhau, biết nhau và thương nhau. Nhưng nếu chúng ta không giải sanh cực lạc, qua đi một đời chỉ cần một hơi thở thở ra, không hít vào, qua đời sau chúng ta có tái sinh cũng không hiểu nhau, không biết nhau. Vì thì tình cảm chỉ có một đời vô cùng ngắn ngủi. Còn nếu như mình niệm Phật giảng sanh thì chúng ta sẽ biết được vô lượng kiếp chúng ta đã từng sanh ở đâu, người thân mình ở đâu, bạn bè mình là ai, người quen biết là người nào, chúng ta sẽ biết rõ ràng hết. Nên chúng ta phải cần gầy dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Việc này là việc quan trọng nhất. Nhớ, niệm Phật giảng sanh là việc quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Không việc nào quan trọng bằng việc này. Ngày nào chúng ta cũng nhắc nhở những việc này quý vị. Mỗi một con người chúng ta nếu ngày ngày mà không được nhắc nhở thì chúng ta sẽ quên.
chúng ta sẽ bị cái ngũ dục lục trần ở cái cõi đời này lôi kéo, làm chúng ta lạc đi cái tâm tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Giống như Ấn Tổ ngày nói rằng, dùng một viên ngọc trân châu quý giá mà đổi một viên kẹo ngậm chớ, bị cái cõi đời này buộc ràng lôi kéo dẫn dắt đi mà không chịu chú trọng cái việc niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nên chúng ta phải càng gầy dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Việc này là một việc quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta, càng phải gầy dựng. Khi gầy dựng được như vậy thì rất đặc biệt. Nên ngày ngày những đức nhắc người là để nhắc mình. Nhắc mình rằng có khi không khéo, bao nhiêu công việc, làm bao nhiêu việc, bản thân mình sẽ lao theo những việc đó mà quên đi cái việc niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đặt cái tâm những việc đó nhiều quá. Phải gây dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thì tất cả cái việc thế gian này làm mới có ý nghĩa. Tất cả những chương trình những đức tổ chức, như chương trình mừng thọ mới đây, hay mỗi một chương trình, đều là một nền giáo dục cho nhân sinh và đem pháp môn tịnh độ giới thiệu. Nhiều tối những đức tổ chức chương trình mừng thọ cho các cụ bên đại Tùng Lâm thì là một cái nền giáo dục và cũng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Trong dịp Tết, các cụ trong chùa sống với mình như cha như mẹ. Bản thân mình tổ chức một cái lễ cho các cụ, các cụ rất vui mừng. Từ cái tâm vui mừng đó của các cụ mà khỏe mạnh, vui vẻ. Các cụ cũng là những thành viên để mà đem tịnh độ giới thiệu. Bây giờ mỗi một điểm chùa của Hòa Thượng là những điểm chùa tịnh độ duy nhất. Nên những đức nói rằng hàng Phật tử ở đây rất là có phước duyên thù thắng, vì có được những cái chùa mà chuyên tu tịnh độ, chuyên hoàn tịnh độ, mỗi tuần thứ bảy chủ nhật được đến dự khóa tu. Nhiều người nói rằng hiếm có lắm thầy ơi, bây giờ muốn đi đến một ngôi chùa chuyên tu chuyên niệm Phật như vậy rất là khó tìm. Mà ở đây thì 3-4 điểm chùa toàn là chuyên tu tịnh độ. Vì biết rằng pháp môn tịnh độ này phải gầy dựng lòng tin cho cực kỳ cao thì mới tu tịnh độ mà không bỏ cuộc. Nếu như mà không gầy dựng lòng tin thì không dám một câu Phật hiệu chân thật mà niệm đó quý vị. Người ta nghĩ chưa đủ, vì người ta không gầy dựng nên ta nghĩ chưa đủ. Chính bản thân những đức đã gầy dựng cho quý vị. Những đức chỉ có một câu Phật hiệu, những đức làm bao nhiêu việc, tổ chức bao nhiêu chương trình đều thành công. Quý vị coi bây giờ chương trình nào quý vị tổ chức cũng là số lượng con người tập trung về để tu tập. Thì những đức đã tổ chức quy tụ con người cực kỳ đông, mà mỗi chương trình nào cũng đều thành công. Thì quý vị cũng nhìn ra được tín nguyện niệm Phật thì làm mọi việc thành công. Chỉ cần chân thật đem với môn tịnh độ giới thiệu thì mọi việc quý vị làm đều thành công. Phải gây dựng tín nguyện tín tâm niệm Phật cho cực kỳ cao. Có Phật hiệu này phải siêng niệm. Chiếc máy bấm số này rất đặc biệt để mót có Phật hiệu. Đại lão Hòa Thượng Chí Tịnh khi còn thể thế, ngài nói một câu rằng có khi quý vị siêng mót có Phật hiệu
tu còn đặc biệt hơn là quý vị giữ thờ khóa hai thờ. Nhưng hai thờ phải giữ, mỗi ngày phải móc thêm câu Phật hiệu, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, cầm máy bấm số niệm Phật. Chúng ta bê tha giải đãi, đây là tác hại cho bản thân mình rất lớn. Nhớ kỹ quý vị, bê tha giải đãi, đây là tác hại cho bản thân mình cực kỳ lớn. Phải dũng mãnh tinh tấn, không được bê tha giải đãi. Một câu Phật hiệu này là pháp tu đại thù thắng. Vì sao chính bản thân những đức ngày nào cũng tán thán tịnh độ được quý vị? Vì không tán thán tịnh độ không biết những đức tán thán cái gì. Nhờ như vậy mà những đức mới quy nhất được tịnh độ, trở thành những điểm chùa chuyên tu có sức ảnh hưởng rộng lớn. Dù người ta đi đông tây nam bắc, cuối cùng vẫn quy về câu Phật hiệu. Dù học bao nhiêu môn gì, cuối cùng không được cũng có chỗ quay về. Ai có đi đầu này đầu kia đầu nọ, kiếm cái này cái kia cái nọ không được, thì cuối cùng cũng có chỗ quay về. Vẫn có một đạo tràng chiến tu giúp đỡ cho quý vị. Chùa thì nhiều chùa, tu nhiều môn. Bây giờ có một ngôi chùa, những điểm chùa chiên tu niệm Phật, để quý vị thấy những điểm chùa này rõ ràng hưng khởi vô cùng. Nhìn từ chỗ này nên những đức thường khuyên hàng Phật tử dẫn dắt người đi đến cổng tu thứ bảy chủ nhật. Có khi quý vị cho tiền người ta, bao nhiêu tiền bạc không giải quyết được vấn đề, nhưng quý vị dẫn người ta đi tu giải quyết được vấn đề. Mỗi tuần thứ bảy chủ nhật, hàng Phật tử trở về chùa tu tập là một điểm đặc biệt để gây dựng năng lượng cho quý vị. Một con người khi gây dựng được năng lượng thì quý vị mới thành công sự nghiệp trong cuộc đời này. Con người mà hết năng lượng thì giống như là một con người mà sống có xác không hồn. Còn con người mình tràn ngập nguồn năng lượng, những cái gì người ta nghĩ chậm nhưng đến vì nghĩ rất nhanh. Bởi vì là người rất bình tĩnh trong mỗi công việc, làm gì cũng bình tĩnh, đã là bình tĩnh thì thành công. Chúng ta là người niệm Phật cầu sanh cực lạc thì bất cứ một sự cố gì trong cuộc đời đến với chúng ta rất bình tĩnh. Bình tĩnh để giải quyết được vấn đề rất là dễ dàng. Nhớ, bình tĩnh để giải quyết vấn đề rất dễ dàng. Vấn đề trong cuộc đời này thật sự quý vị, sự trở ngại nhất của chúng ta đó là còn mang cái thân này. Bao nhiêu người bị ngồi suy nghĩ đi, chúng ta còn mang cái thân này là còn khổ. Bao nhiêu cái để bồi dưỡng, ung đúc cho nó, chúng ta cứ cho rằng nó là của mình, cuối cùng bất chợt nó bỏ mình đi bất tử, trở tay không kịp. Nhiều con người sống trong cuộc đời này, cái sống và cái chết cận kề kế bên. Chúng ta không chấp nhận cái chết đến chúng ta như vậy, nhưng cái chết phải đến. Và nhiều người trong cuộc đời này chúng ta không thể nào chấp nhận được cái việc người thân chúng ta đột ngột chết như vậy. Nhưng cho quý vị cái không chấp nhận bằng cái là bảo quý vị đau lòng, khổ, khóc lóc, chỉ như vậy thôi. Còn chết thì họ phải chết. Vì có chấp nhận hay không chấp nhận thì họ cũng phải chết. Vì nói rằng họ rất là trẻ tuổi, họ còn nhiều sự nghiệp trong cuộc đời, còn mình không làm được gì, ông chờ cái cho tôi chết đi, để cho họ được sống, để cho người thân tôi được sống. Họ còn nhiều việc trong cuộc đời phải làm, cho họ sống đi, tôi không làm được gì, cho tôi chết đi. Đây chỉ là một cái việc ái nhiễm, thiếu trí tuệ của chúng ta mà thôi.
Trong cái cuộc đời nó đâu phải như vậy đó quý vị. Đâu phải rằng người này làm được nhiều việc thiện là không chết, người này không làm được gì thì chết, không phải như vậy. Người có thọ mạng, thọ mạng quý vị, đến đó phải chết là chết. Thọ mạng người này còn, dù họ sống vô nghĩa cũng phải sống. Từ nơi đó mà mình học Phật, mình mở mang cái sự hiểu biết của mình ra, để mình không bị những cái thứ ái nhiễm trong cuộc đời buộc ràng mình để khổ đau. Có nhiều người chúng ta trong sự ái nhiễm, chúng ta chấp nhận khổ đau cỡ nào cũng ở trong ái nhiễm đó mà chịu. Cũng như một con dòi nằm ở trong cái đống phân, chúng ta nhìn thấy lo nhoi lúc nhúc nằm trong đống phân. Sự ái nhiễm khổ đau con người cũng như con dòi nằm trong đống phân. Đời này chúng ta gặp được Phật Pháp là đời này chúng ta có cơ hội để thoát ra. Có nhiều người nói rằng sự khổ đau ái nhiễm cỡ nào tôi cũng chịu đựng, nhưng khi đọa tam đồ ác đạo bạn sẽ vô cùng hối hận. Bạn rất hối hận. Hối hận vì cuộc đời mình ngu si như vậy. Dù bao nhiêu tình thương thân thiết cỡ nào, Khoa có nói tới cái chuyện chết, nói quý vị bệnh thôi cũng không chia cho quý vị được rồi. Giỏi lắm hỏi thăm, mua thuốc cho uống, dẫn đi khám bệnh. Có thể làm những việc đó cho mình, nhưng nếu sự khổ đau của bệnh hoạn dài dò thì chúng ta không thể nào ai chia cho mình. Còn khi một hơi thở thở ra không hít vào, ai thở phụ mình? Khi xác thực những điều này, vì sẽ không muốn buồn giận ai để trong tâm. Vì buồn giận người là dạy mình, buồn giận người là mình ngu si. Buồn giận người khác không có lợi ích gì cả, không có gì hay ho cả. Đó là chuốc lấy cái sự khổ đau của cuộc đời, không có gì đặc biệt hết. Vì hiểu được những nguyên lý này, vì hãy bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ. Nghe Phật Pháp hãy bình tĩnh suy nghĩ. Tuy những văn tự những đức nói rất đơn giản, có thể nói tới nói lui cho quý vị nghe, nhưng mỗi lần nghe quý vị hãy suy nghĩ cho kỹ, để rồi quý vị thoát ra cái sự ái nhiễm trong cuộc đời, thoát ra sự trói buộc trong cuộc đời, rồi quý vị sẽ thấy mình an lạc tự tại. Dù cuộc đời của người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, có cái gì tồn tại trong cuộc đời này đâu mà ôm chấp nặng nề khổ đau đặt trong tâm. Bao nhiêu người trong cuộc đời này khi thương yêu mặn nồng đã bao nhiêu lời hứa hẹn rồi, như bao nhiêu lời hứa hẹn đó cuối cùng có còn được gì đâu quý vị, có còn gì đâu. Cuối cùng những ngày tháng đi qua vô thường đã đến, tuổi già cũng đến, rồi những lời hứa hẹn đó còn hay không? Khi một hơi thở thở ra không hít vào, bạn không có con đường giải thoát thì bạn đọa lạc chậm lúc. Chuyện này sinh ly tử biệt, nghiệp duyên chiêu cảm dẫn dắt bạn đi, chứ có ai đi theo mình được đâu. Dù có một lúc chết một lượt, chúng ta cũng là mỗi người, mỗi nghiệp duyên dẫn dắt đưa mình đi. Chứ đâu phải nói rằng bây giờ họ chết, mình đi theo với họ. Không có, không có chuyện đó. Nghiệp duyên bất đồng, dù có chết một lượt cũng không gặp nhau. Hiểu được những nguyên lý này rồi, thì buồn giận hận trách ai để làm gì? Không vừa lòng, không vừa ý ai để làm gì? Đừng nói là chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi, của cải của tôi, cả bản thân này của mình còn bỏ mình nè, không chi những thứ bên ngoài đó. Hãy bình tĩnh mà suy nghĩ những việc này. Hiểu rồi thì mở thông tâm trí, không phải là kêu bạn đá đổ nó, mà kêu bạn hãy có sự tư duy nhận thức cho rõ ràng. Khi bạn tư duy nhận thức rõ ràng được thì lúc đó hoàn toàn bạn sẽ hiểu ra chúng ta là bị ái nhiễm buộc ràng, trói buộc mình để làm mình khổ đau.
Nên Phật pháp giúp cho chúng ta mở ra sợi dây trói buộc, mở ra một con đường cho chúng ta sáng lạng thênh thang, để đi đến chỗ an vui tự tại. Đó là pháp môn tịnh độ quý vị. Đức Phật A Di Đà nhìn chúng sanh khổ đau lặn hụp trong biển khổ không có lối thoát, nên Ngài mới phát lời nguyện đem cái quả giác tu đã thành của mình, phát lên lời nguyện đem danh hiệu A Di Đà Phật của Ngài để trao tặng cho chúng ta, khuyên chúng ta hãy niệm Phật, chân thật niệm Phật. Đến khi thọ mạng đến, Ngài sẽ đến tiếp dẫn chúng ta về thế giới cực lạc thì chấm dứt sự khổ đau của vô lượng kiếp. Nên chỗ niệm Phật giảng sanh là chỗ quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Không việc gì quan trọng mà việc này. Nên quý vị hãy gác xuống những cái không vừa lòng, không vừa ý, buồn giận hận trách gác xuống đi, và niệm lên A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Dù ở bất cứ nơi nào niệm Phật, quý vị sẽ không bao giờ thấy buồn, thấy chán. Hãy chân thật niệm Phật, phát nguyện đời này con phải vãng sanh cực lạc, và chúng ta hẹn gặp ở Tây Phương cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.